trời chuyển thành mặt trăng, tấm lòng vẫn luôn ngay ngắn, bụi phấn cùng với quả trò bay, tan trường cùng những quyển chuyện hay, quấy phá giáo viên bắt đứng phạt, nhưng bạn bè thì không bỏ một ai. Boy 2009, tôi thật gắn bó anh em Tiền Giang nè, nhảy b-boy, chạy show đám cưới, tập ngoài công viên bên đường second hand, khu lao động đó như ngày bên tiên lộng gió, tiếng đồng lúa phát ra từ giọng nó. Cảm ơn vì tôi trân trọng nó, chia cùng ôm một giấc mộng khó nữa giờ. Và mày cầm cứng tay, lấy cả traffic code cứng cho mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này nên ấy chưa dịp. Thì nhân ngày 83 thì mình cũng xin đại diện cho tất cả các bạn trai TVS thì cũng gửi lời chúc đến tất cả các bạn nữ có một ngày 8/3 thật là vui vẻ hạnh phúc. Chúc các bạn luôn luôn trẻ trung xinh đẹp và thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Love for nhân ngày 8/3 xin chúc các bạn nữ trong công ty TBS luôn luôn trẻ đẹp trong mắt mọi người. Nhân ngày 8/3 thì chúc các tất cả các chị em phụ nữ một ngày 8/3 thật là vui vẻ hạnh phúc mãi yêu. Tôi xin nói hiệu mê đê phô về tay lá. Cô xin qua xe đấy. Và vi dìm lý nát tây rừng. Chúc các bạn 8/3 vui vẻ.